Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, tuần qua, hãng AP dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết có ít nhất 65 người thiệt mạng, 25 người mất tích khi mưa lớn xảy ra ở các tỉnh phía nam nước này. Mưa lớn kéo dài từ hơn 10 ngày qua gây nên lũ lụt sạt lở đất và mưa đá ảnh hưởng tới hơn 14 triệu người ở 11 tỉnh thành. Theo Tân Hoa Xã, 29.000 ngôi nhà bị đổ sập, hơn 38.000 ngôi nhà bị hư hại tại các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Trùng Khánh, Từ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam và khu tự trị Choang, Quảng Tây. Tổng thiệt hại kinh tế khoảng 28,27 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,25 tỷ đô la Mỹ. Theo SCMP, chính quyền Trung Quốc đã hỗ trợ 950 triệu nhân dân tệ cho 4 tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam và Quý Châu để sơ tán người dân, khôi phục nhà cửa và hỗ trợ những người mất nhà cửa trong đợt mưa lũ. Hàng ngàn lều, trại, màn đã được chuyển tới khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh Hồ Nam là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa lũ lịch sử này khi mực nước sông Tương Giang, một nhánh của sông Dương Tử chảy qua thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh này, vượt qua mức kỷ lục trong trận lũ lịch sử năm 1998. Mực nước lên mức báo động, phá vỡ đê bao gây ngập lụt trên diện rộng buộc phải sơ tán người dân. Những đoạn video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy tại thành phố Trường Sa, nước ngập tràn trên các con phố, nhiều cửa hàng đóng cửa. Lũ lụt cũng ảnh hưởng nặng nề tới các thành phố ở Quảng Tây, tại thành phố du lịch Quế Lâm. Các nhà hàng và các cửa hàng bị ngập trong nước, khách du lịch và người dân phải sử dụng thuyền bè để đi lại. Theo AP, hàng chục chuyến bay ở nhiều sân bay lớn tại các thành phố Thành Đô, Trường Sa, Quảng Châu, Thâm Quyến đã bị hủy, bị hoãn, khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt. Sân bay Thành Đô đã đóng cửa hơn 1 giờ do mưa lớn, khiến 13 chuyến bay đến đây phải hạ cánh ở sân bay khác. Các tuyến tàu hỏa cũng bị tạm dừng, giao thông đường bộ bị gián đoạn ở nhiều thị trấn, làng mạc trong khu vực. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo trong tuần này mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng ở khu vực miền Nam, số người chết vì lũ lụt và sạt lở đất đang tăng lên từng giờ. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Lực lượng cứu hộ cũng đã tiến hành các hoạt động giải cứu cư dân bị mắc kẹt trong các khu dân cư bị ngập lụt. Lở đất đã cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực miền núi nơi các nạn nhân sinh sống. Một số chuyến bay và vận tải đường sắt cũng bị đình chỉ do điều kiện thời tiết xấu. Thưa quý vị, vào chiều ngày 24 tháng 9, một cơn lốc xoáy mạnh đã tấn công các khu vực của Diêm Thành, Giang Tô gây thiệt hại lớn cho đường xá và các tòa nhà. Theo cuộc họp làm việc của Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Giang Tô, vào sáng ngày 25 tháng 9, trận lốc xoáy đã khiến 98 người chết và 800 người bị thương. Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 3 quốc gia và 5 bộ và Ủy ban của Quốc vụ Viện đã thành lập một nhóm công tác khẩn trương đến vùng thiên tai để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 9, thời tiết đối lưu mạnh như sét đánh mạnh, mưa ngắn ngày, mưa đá, dông và gió mạnh đã xảy ra ở Phúc Ninh, Thẩm Dương và các khu vực khác của thành phố Diêm Thành và thị trấn Tịnh Khẩu, huyện Phúc Ninh và các khu vực khác đã trải qua 12 cơn gió mạnh với tốc độ gió cao tới 34,6 m/s, thị trấn Thẩm Dương, Hải Hà và những nơi khác hứng chịu gió mạnh cấp 10 với tốc độ gió 27,9 m/s. Mặc dù các blog chính thức của quận Phú Ninh và Cục Khí tượng Diêm Thành đã đưa ra cảnh báo lần lượt vào lúc 1 giờ 03 phút chiều và 2 giờ 09 phút chiều, nhưng cơn lốc xoáy vẫn khiến một số lượng lớn nhà cửa bị sập, đường xá bị phong tỏa, cơ sở nông nghiệp bị hư hại và gây thương vong rất nghiêm trọng. Tòa nhà xưởng rộng gần 40.000 m2 của một trong những công ty công nghệ điện đã bị sập và nhiều loại hóa chất nguy hiểm được cất giữ trong tòa nhà xưởng. Hiện lực lượng cứu hỏa địa phương đã cử gần 400 người vào nhà máy theo từng đợt để tìm kiếm cứu nạn. Đài quan sát khí tượng Diêm Thành đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 19 giờ 21 phút. Hiện tại lượng mưa ở khu vực Tương Thủy và Bình Hải của thành phố đã vượt quá 50 mm. Chiều tối ngày 24 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 ở một số khu vực khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh như mưa đá, lốc xoáy trở lại. Thành phố Diêm Thành đã đưa ra cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 2 để cứu trợ thiên tai và kế hoạch cứu hộ và cứu trợ thiên tai và đội cứu hộ và cứu nạn thiên tai đang thực hiện cứu hộ khẩn cấp.
Thống kê cho thấy có 1.190 trận lốc xoáy ở tỉnh Giang Tô trong 50 năm, từ năm 1956 đến năm 2023, tương đương với trung bình 23,4 lần mỗi năm. Trong đó, tháng này là thời kỳ lốc xoáy hoạt động mạnh nhất, chiếm trung bình 40,3% số lượng cả năm, tiếp đến là tháng trước và tháng tới. Tuy nhiên, tại thành phố Diêm Thành, nằm ở phía bắc sông Hoài Hà, lốc xoáy mạnh tương đối hiếm. Lần cuối cùng của thành phố gặp phải cơn lốc xoáy có cường độ tương tự là vào năm 1966. Theo thông báo của Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc, gọi tắt là Trụ sở Phòng chống lũ lụt, kể từ đầu mùa lũ, 26 tỉnh ở đại lục, chủ yếu ở phía Nam, liên tục hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở nhiều tỉnh. Tính đến ngày 23 tháng 9, thiên tai đã khiến ít nhất 186 người chết, 45 người mất tích, 32,82 triệu người bị ảnh hưởng, 1,48 triệu người phải di rời khẩn cấp, 56.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 50,6 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, thảm họa tại tỉnh Hồ Bắc nghiêm trọng hơn với 7,7 triệu người bị ảnh hưởng, ít nhất 45 người chết và 19 người mất tích. Bộ Quốc phòng cũng chỉ ra rằng, thiên tai so với giá trị trung bình cùng kỳ kể từ năm 2000 đến nay, diện tích bị ảnh hưởng, dân số bị ảnh hưởng, số người chết và nhà sập thấp hơn và thiệt hại kinh tế trực tiếp cao hơn. Là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Vũ Hán chạy qua khu đô thị bởi sông Dương Tử và sông Hàn. Năm ngoái, một trận mưa bão lớn đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng trong khu đô thị, khiến người dân tiếp tục quan tâm và chỉ trích khả năng thoát nước của thành phố. Sau đó, trên mạng xuất hiện cụm từ thông dụng đến Vũ Hán để ngắm biển vào mùa hè. Chính quyền thành phố Vũ Hán đã tuyên bố họ sẽ đầu tư 15 tỷ nhân dân tệ vào việc xây dựng hệ thống thoát nước trong vòng 3 năm, tạm biệt việc nhìn ra biển. Năm nay, trùng với thời hạn 3 năm đã hết, thành phố Vũ Hán lại một lần nữa trở thành một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lụt này. 14 khu đô thị và 60 ngôi làng trong thành phố bị ngập lụt ở các mức độ khác nhau, có ít nhất 20 người chết và 13 người mất tích. Thiên tai xảy ra đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hiệu quả của các dự án cải tạo của chính phủ. Các khu đô thị khác ở Hồ Bắc cũng hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Tại thành phố Mã Thành, dân số bị ảnh hưởng lên tới 1,15 triệu người, hơn 40 vụ lở đất đã xảy ra và một số lượng lớn nhà cửa bị nhấn chìm và sập đổ. Một số học giả cho rằng chính phủ không chỉ cần quan tâm đến hệ thống thoát nước đô thị của các thành phố lớn trong việc phòng chống lũ lụt mà nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều vùng nông thôn cũng cần được quan tâm đúng lúc. Lũ lụt ở miền Nam cũng được dự báo sẽ có tác động đến khu vực thu hoạch nông sản năm nay, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc, vựa lúa quan trọng trong nội địa. Tại huyện Giản Lý, thành phố Kinh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai xảy ra, Dương Lâm, Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Trung Tín, cho biết đợt mưa lớn liên tục đã gây thiệt hại nặng nề cho gần 4.000 ha đất nông nghiệp ở làng Chiết Phúc. Hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão khác vào lúc 18 giờ, đề cập đến trung tâm An Huy, trung tâm Giang Tô, Đông Nam Hồ Bắc, Tây Bắc Giang Tây, Bắc trung tâm Hồ Nam, Đông Nam Quý Châu và Quảng Tây, ven biển Bắc Bộ và Nam Bộ trong 24 giờ tới, từ 20 giờ trở đi tiếp tục có mưa to, có nơi mưa to với lượng mưa từ 100 đến 180 mm, kèm theo mưa rào diện rộng ngắn ngày và đối lưu thời tiết mạnh như dông, gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 9, bão Sula đã di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, bị ảnh hưởng bởi cơn bão Sula. Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở vùng Đông Nam Quảng Tây, mưa vừa đến mưa to cục bộ ở các khu vực khác của Quảng Tây, tổng cộng có 9 sông, suối. 16 trạm ở Quảng Tây báo động lũ cao từ 0,1 đến 3,43 m. Vào lúc 7 giờ ngày 24 tháng 9, Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đã phát động khảo sát Thủy văn Quảng Tây và báo cáo ứng phó khẩn cấp cấp 4, đồng thời đưa ra cảnh báo lũ xanh. Theo thống kê, từ 10 giờ ngày 23 tháng 9 đến 10 giờ ngày 24 tháng 9, 9 thị trấn ở Ngô Châu, Ngọc Lâm, Quý Cảng tại các huyện có mưa cực to, lớn nhất là thị trấn Ngọc Lâm với lượng mưa đo được ở mức 330,9 mm. Tại 17 huyện, thành phố có 93 thôn, thị trấn có mưa cực lớn, 201 thị trấn thuộc 36 huyện thuộc 8 tỉnh có mưa rất lớn và 193 thị trấn, huyện tại 13 thành phố có mưa lớn, có gió mạnh cấp 8 trở lên, cục bộ ở phía Đông Quảng Tây và Nam Quảng Tây và lớn nhất là cấp 10, khoảng 25,2 m/s tại hồ chứa Phật Tử Loan ở thị trấn Mãn Lạc, Bắc Lục. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Bắc Lục và các nhánh của nó là sông Dương Mai, sông Hoàng Hoa và sông Nghi Sương, sông Bạch Sa, một nhánh của sông Tấn Giang và một nhánh của sông Ngọc Giang bị ngập từ 3 đến 9 mét, tổng cộng có 9 con sông và 16 trạm bị ngập lụt. Dự kiến do hoàn lưu áp suất thấp của Sula yếu,
nên sẽ có gió và mưa mạnh ở miền Trung Quảng Tây, miền Nam Quý Châu và Vịnh Bắc Bộ vào ngày 25 tháng 9 và nó sẽ bắt đầu suy yếu vào tối ngày 25 tháng 9. Hôm 24 tháng 9, Cục Khí tượng Khu tự trị cập nhật và ban hành cảnh báo bão xanh, cảnh báo mưa bão xanh và ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với bão vẫn còn hiệu lực. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.